Dạ con xin chào tất cả cô chú anh chị đang theo dõi video bán lan của con ngày hôm nay. Hôm nay con bán cái mặt hàng cũng rất là cái mặt hàng đầu tiên con bán á, thì cái mặt hàng này á thì là một cái cặp lai mới. Cây lai giữa hai cặp lai rất là đẹp, đó là cây ta ly lưỡi đỏ lai với cây châu Như Bệt. Thì nó thân nó tím như này. Đó. Cặp lai rất mới, cây cao 18-20 cm. Đây con đo cho cô chú chị xem. Chậu như này 110.000 một chậu. Đây cây rất là đẹp, thân lá tím, thân thụ lá tím, lá thì nó có vẻ giống di linh hơn, di linh lưỡi đỏ hơn, thân thì nó giống châu Như, lá thì nó giống di linh. Đây. Cặp lai 18-20 cm. Đây, rất là đẹp, chị có thể thấy rất là đẹp, rất là ok và đẹp. Cây này về chỉ để việc và treo lên chơi thôi, không cần làm gì nữa hết. 110.000 một chậu như này, rất đáng chơi. Qua tiếp theo đó là cái lô thứ hai. Cái lô này của con là cái lô hàng gieo hạt. Cây này là cây chính xác, nó là cây chưa mây gieo hạt. Đây mặt bông của chú anh chị cũng biết rồi. Này nó gần tàn rồi, bông nó giờ chị nhìn thấy khuôn lưỡi rất là đẹp, đều chưa mây gieo hạt, và thậm chí nữa là cái thân lá. Nhánh đang nở bông sắp tàn, rất là đẹp. Rất là đẹp, rất là ok. Như cái này một nhánh con bé, một nhánh như thế này là 100.000 đồng, một nhánh một thân như thế này 100.000 đồng. Đây kích thước đây cô chú anh chị, cả gang tay có thân già luôn. Đây còn mà nhánh nào mà hai thân như này á, 150.000 đồng. Nhánh hai thân như này 150.000 đồng, nhánh một thân. Hàng thì y chang hàng rừng, không khác gì hàng rừng hết, lá còn có khi đẹp hơn hàng rừng nữa. Hoa thì nó cũng như hàng rừng. Đây 100.000 đồng, rất là đẹp. Cây nhỏ như này con sẽ bán 100.000 đồng, cây to thì cụm này thì 150.000, ba thân hoa đàng hoàng luôn. Đó con sẽ phân loại con bán với cô chú anh chị, như cụm này ba thân 150.000 nè, một thân thì là 100.000, thân lá thân thủ rất là đẹp, rất là ok. Nó cuốn chú chị siêu tầm. Đó là cái hàng chu mai gieo hạt của con. Tiếp theo nữa là con còn một ít cái cây, đây là cây bệt ma bó, bệt ma bó gieo hạt. Đây, nó có một vài cái chậu nó nở bông rồi. Cái lô này thì sổ ra thì bông nó khá tím. Hồi xưa con ghép lên cái chậu bự á, con bán cho cô chú anh chị mà mấy trăm nghìn một chậu đó. Nó thì cái lô đó nó sổ bông nó cũng khá nhiều rồi, nó cũng có một vài cây bệt. Nhưng mà cái lô này thì nó nhỏ hơn. Lô này con cấy sâu, con trồng vô chậu trắng, trồng vô cái chậu trắng mà hồi xưa con bán cây nù tăm bố 120 á. Cây bệt này con cũng bán với giá 120. Cây rất là đẹp luôn. Đây, bệt ma bó rất là đẹp. Thân nó hơi hồng hồng, nó không có tím. Đây, như một số cây cây trông như thân tím. Cái này thân nó cứ hồng hồng hồng. 120.000 một cây, các cô chú anh chị. Mua hôm nay cũng có ba loại hàng như vậy.
để bán cho cô chú anh chị ạ. Thì cô chú anh chị nào cần loại nào thì có thể alo cho con nhé. Thì con xin cảm ơn cả cô chú anh chị đã theo dõi video bán lan của con hôm nay. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video bán lan tiếp theo ạ.